tâm thành sám hối. Xưa có một kẻ giàu sang quyền quý nhất trong vùng, mà lòng vẫn hẹp hòi bỏn sẻn. Chưa bao giờ ông đem tiền của cứu giúp một ai trong những lúc ngặt nghèo. Đã chẳng ban ơn thì chớ, tính bỏn sẻn đã khiến ông đọa lỵ vì tiền, cho vay mắc mỏ. Và mỗi khi làm chủ nợ là ông định kỳ, nếu ai trì trệ ngoài giao ước sẽ bị tịch thu tài sản hoặc phải thế vợ đỡ con. Nhà ông giàu, ruộng vườn rộng rãi, của tiền tiêu xài không hết. Ông bắt tá điền làm nông nô cho ông, ăn ngồi trên đầu trên cổ, dơ dép đủ điều thế ước. Sự căm thù, tiếng kêu than nức nở đến cao xanh. Bỗng một hôm, nhà giàu có ấy xây sẫm mặt mày, đùng một cái ngã lăn bất tỉnh trước nhà. Vợ con ông từ trong chạy đổ ra, đỡ khiêng ông vào nhà và đi gọi lương y. Sau 7 hôm điều trị, bệnh ông đã khỏi, sức khỏe hồi phục như xưa. Sau đó vài hôm, sải có một đạo sĩ du phương lỡ bước xin vào nghỉ trọ. Thấy chân diện đạo sĩ vẻ uy nghi thoát tục, lần đầu tiên lòng ông như có nảy sanh một ít cảm kính, bèn nhận lời ngay. Duyên lành đã đến. Đêm ấy người đạo sĩ không ngừng nói chuyện Phật Pháp, cân nhắc kỹ lưỡng về nhân quả, khuyến khích niệm Phật làm lành. Ông giảng thuyết linh động hùng hồn, giả như cơn bệnh bất thần vừa qua đã làm cho ông chết thiệt, thì những của tiền mà bấy lâu ông tom góp dành dụm, dù là sự nỗ lực của chính tay mình, giờ có còn lại gì cho ông? Khi chết đi, ông có mang theo được vật gì không? Nếu không mang được vật gì theo khi mình đi vào cõi chết, thì tại sao tới ngày cứ tốn công bo bo giữ nó, lại còn lường công tước của, làm chuyện ác sằng cho tâm hồn mờ mịt, lắm phải tội tình để đọa thân kiếp kiếp luân chuyển báo đền? Hèn gì đạo Phật có con đường mòn đến giải thoát vinh quang, mà Đức Phật Thích Ca là một sự kiện điển hình của cái gọi là giải thoát vinh quang đó. Nghe qua mấy hồi giảng thuyết của nhà đạo sĩ du hương, kẻ giàu sang kia như vừa thoát qua một cơn ác mộng và bàng hoàng. Ông hối hận, rất hối hận cho bao lỗi lầm ngu xuẩn của mình. Và ngay lúc đó ông đại phát tâm tu. Đồng thời ông tuôn của tiền ra bố thí và khuyến khích nhắc nhở mọi người những việc tu hiền. Cuộc đời ông êm thấm như mọi sự êm thấm trong đời. Buổi chiều nọ, bên trên chiếc lều con, bấy lâu màu mốc thết của mái tranh đang nghiêng nghèo có điểm thêm dần hào quang rực sáng, ống ánh dạng sắc màu. Những người nhà ở cận bên hoặc khách qua đường kinh ngạc hăm hở bước chân, chen đến coi thì thấy ngay túp lều ấy trên có dần sáng, làm ánh lên cả một vùng và bên trong đầu mối. Phú ông đang ngồi bất động uy nghi, chắp tay vào ngực mà siêu quá. Người ta đổ lại nhìn thật kỹ, hào quang trên nóc chiếc lều chính là ánh sáng đã mọc lên từ ngay đỉnh đầu, mọc lên từ ngay đỉnh đầu ông và xông lên tận mấy tầng trời xanh xa thẳm. Kiếp xưa một đại phú gia, giàu sang hơn cả gần xa trong vùng, đóng ra chỉ có một thùng, lấy vào một giá mà lòng chưa ưng. Cho dây thì bắt thấy chân, vốn lời trả thiếu tịch thuân gia tài. Ruộng vườn thẳng cánh cò bay, không hề chia sớt cho ai một tiền. Tuy là bác học lúa thiên, vẫn khe khắc
chơi ta điền tự tôn. Lo tiền lo gấp thâu vô, còn nhân giới nghĩa rất khó khăn lòng. Gần xa những kẻ bần nông, lấy làm quán ghét phú ông vô cùng. Nhưng ông cũng chẳng ngại ngùng, mặc cho ai nói còn ông cứ làm. Kể sao hết việc ông tham, ông tham tột bực trong làng của ông. Vợ con còn phải bực lòng, bảo rằng ông chết sẽ không siêu hồn. Thế mà chỉ có một hôm, ông đang sửa kiện mấy bồn trước sân, bỗng đâu gió thổi qua thân, phủ ông say sẩm ngã lăn trước nhà. Người nhà liền chạy tuôn ra, thấy ông bất tỉnh như là chết đi, khiến ông vào gọi lương y. Bảy ngày sau đó mạnh đi như thường. Một hôm từ chốn tha phương, có nhà đạo sĩ lỡ đường ghé qua. Tối trời đường hơi còn xa, xin ông cho nghỉ sáng ra khởi hành. Thấy nhà đạo sĩ hiền lành, phú ông liền nhận lời xin ngủ nhờ. Giống duyên phải hợp thời cơ, ngay trong đêm ấy chuyện trò lại qua. Nhà sư mới hỏi phu gia, bệnh ông đã phát tuần qua nặng nề. Thoáng như trong lúc nằm mê, chết luôn nay xác dưới mồ, phải không? Bao nhiêu của cái tiền nông, chẳng đem theo được một đồng trong tay. Làm ra chẳng dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặc ai tiêu dùng. Lòng tham lúc sống vô cùng, chết rồi tham ấy còn dùng vào đâu. Chính mình mang tiếng hiểm sâu, của làm ra đây nó đâu theo mình. Xác thân nhất định rã sình, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phút chung quy, bạc tiền là thứ vô nghi, phải không? Vì tiền mà mất thiện căn, vì thân để kiếp trầm luân muôn đời.
dư thân trái đạo thân rời, làm tiền phi pháp tiền rơi không còn. Mỗi ngày tuổi thọ mỏi mòn, lòng tham trái lại ngày càng thêm tăng. Càng tham càng nặng tội căn, chết rồi bỏ của nghiệp mang theo mình. Nghiệp kia vẫn lỗ tự sinh, lần này khó gấp muôn nghìn lần quan. Để lòng suy nghiệm kỳ ra, tánh tham hiện kiếp phải là ngu không. Chi bằng mướn lớp bụi hồng, lắp đường sanh tử dung trồng thiện căn. Mượn sanh tử tạo niết bàn, lấy thân bùng tạo thân vàng dài lâu. Phú ông nghe nói gật đầu, khen rằng lời ấy Ngọc Châu không bì. Nhận mình đã quá mê si, dạ rồi mà chẳng hiểu gì sự tu. Chỉ lo tiền bạc gấp thu, không lo thần chết đến ru lúc nào. Chớ chi được thức tỉnh mau, tội tham đâu đến đổi cao ngất đầu. Diêm Vương sắp bắt đi chầu, hôm nay mới được lời mầu đến tay. Phụ ông ước mặt thở dài, trong lòng hối hận những ngày đã qua. Nhà sư liền kể thêm ra, xin ông chớ tưởng tôi già hết tu. Thật tâm hướng thiện hoài đầu, chỉ trong nhất khắc được chầu Như Lai. Ví dụ sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liên đài cùng lên. Tội do tâm nó tạo nên, thì là phước cùng tâm đền được ngay. Tâm mê lạc cảnh trần ai, nếu như tâm giác liên đài được qua. Giác mê bất luận trẻ già, chỉ người giác được hay là còn mê. Giác tu nhất khắc Phật về, mê tu muốn thọ cũng là phàm phu. Thế mà đồng một trường tu, người thì phát huệ kẻ ngu suốt đời. Nhà sư vừa nói dứt lời, phú ông vừa cùng đồng thời phát tâm. Bắt đầu mổ đạo quyền thâm, lợi danh gác bỏ chuyên tâm tu hành. Bao nhiêu tiền của đã dành, đem ra bố thí nhân sanh xa gần. vừa làm nuôi sống xác thân,
vừa đi phiên giải nhân dân tu hành. Thôn quê cho đến thị thiền, nhờ ông mà tạo phước duyên rất nhiều. Liền vào ở một buổi chiều, hào quang sáng rực trên liều phủ ông. Người gần thấy lạ đến trong, thì ra thấy sắc phủ ông đang ngồi. Nhưng ông đã nhập tịch rồi, chắp tay vào ngực thân ngồi nghiêm trang. Trên đầu phóng một hào quang ấy gợi trên ngàn dặm cao. Người gần xa xúm lại nhau, chắp tay quỳ xuống thì thào dài vang. Trẻ già cùng một lời rằng, phú ông đã nhập niết bàn không sai. Lời này thấu đến gái trai, lòng vừa cảm phục vừa quay đường lành. Phú ông nhờ có tâm thành, cho nên nhất khắc tu hành được siêu. Phật rằng nên xét bấy nhiêu, tánh tham bỏ được đủ siêu Phật đài.